Nguyễn Khôi xin kính chào tới ngộ quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào tới ngộ quý vị. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong tuần trước thì lâu lâu anh em chúng tôi cũng nghỉ lễ, nên là bài vở quý vị gửi nhiều lắm. Nhưng mà rất tiếc là trong chương trình này thì chúng tôi phải dùng những cái bài mới đó. Những bài nó đã qua không còn cái tính thời sự thì xin quý vị cũng thông cảm cho. Nhưng mà cái điều mà Hoàng Tuấn luôn luôn lúc nào cũng tri ân quý vị là nhờ quý vị cho nên chúng tôi đỡ vất vả mà đi tìm bài vở. Và có một cái yếu tố nữa là có một điều nữa là hôm trước có một người bạn trẻ khoảng chừng 50 tuổi nên tôi gọi nó là có xem chương trình, thì trong gia đình nó có người ở cái tuổi trẻ hơn, nó không thích, bảo rằng là các ông này cũng cứ nói xấu Việt Nam. Nhưng mà cái người này nói chứ thì em nói là đâu có nói xấu gì đâu, báo của nhà nước mà. Thì mấy ông đọc chứ mấy ông đâu có viết báo ra được. Cho nên thì quý vị, chúng tôi nếu như mà sử dụng tất cả những bài báo mà của đảng và nhà nước viết về những cái hư cái xấu đó thì có lẽ chúng ta phải đọc mỗi ngày. Chứ một tuần một hai lần thì nó không có đủ. Thưa quý vị, tất cả tài liệu là chúng tôi lấy từ báo đảng và nhà nước, chúng tôi không có tự biết ra được. Và đôi khi chúng tôi đọc vào trong báo nhà nước mà tại vì muốn đọc nhiều bài khác nhau đó cho nên là nó không có thời giờ để mà nói cho nó đầy đủ cái ý mình muốn nói được, thì chắc là quý vị cũng thông cảm cho. Thôi thì bây giờ mời anh Hoàng Tuấn bắt đầu chương trình. Có một cái bài báo này mà chúng tôi thấy người ta dùng cái chữ hay quá, báo Tiền Phong: hàng loạt biệt phủ xây không phép trên núi sập, tức là ở An Giang đó. Ngoài công trình xin phép trồng dược liệu nhưng là xây biệt phủ, xin phép là trồng dược liệu nha, mà xây biệt phủ, thì trên tuyến đường lên núi sập tại thị trấn núi sập huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang còn có hai công trình không được cấp phép xây dựng khác cũng đang tồn tại. Nghĩa là trên cái con đường lên núi sập đó người ta đã xây không có phép, và người ta xây nghĩa là biệt phủ luôn đó nha, mà chính quyền địa phương không biết. Thì người ta nói là nêu ra là cái công trình của bà L có chiều ngang 23 thước, chiều dài 23 thước, chiều ngang 5 thước, có bờ rào lưới B40 bao quanh nha. Rồi trên đó là của một công trình khác của nhà ông tên là ông P. Tên là Việt Nam mà kêu là chữ Phê đó ha. Tại thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang cũng được xây cập trên tuyến đường này. Chiều ngang có 52 thước, dài có 30 thước thôi. Bên trong đã xây nhà kiên cố, có diện tích ngang là 15 thước, dài 6 thước, 6 mét. Rồi cũng được che chắn bằng tường đá 2 mét. Một lãnh đạo địa phương cho biết nhà ông này luôn luôn đóng cửa, người bên ngoài khó nhìn thấy được bên trong. Nhưng mà người dân thắc mắc, ủa chứ tại sao một cái công trình người ta xây rất nhiều cái biệt phủ và những nhà lớn như thế mà địa phương này không biết. Đấy, thì địa phương trả lời như thế này: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Núi Sập khẳng định quan điểm của địa phương là kiên quyết xử lý và phải tuyên truyền vận động người dân. Những người nào vi phạm đấy thì phải phá dỡ, khắc phục các công trình không phép. Nếu ai không chấp hành thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Đồng thời ông cũng cho biết các công trình trên núi sập đa số do người dân tự chuyển nhượng. Không phép thì đương nhiên nó phải tự chuyển nhượng, chẳng lẽ làm sao rồi. Không được cấp sổ đỏ và cấp phép xây dựng. Hơn nữa, do vị trí trên núi nó khuất cho nên khó phát hiện hành vi vi phạm. Thưa quý vị, cái chữ này nếu dùng chữ khuất núi thì nó hay hơn. Thì thưa quý vị cũng biết Việt Nam mình tại người ta dùng chữ khuất núi với cái ý nghĩa như thế nào. Thì chúng tôi cũng mong rằng không phải là những cái vị trí này nó bị khuất núi, bị núi khuất, mà bây giờ mấy ông lãnh đạo đó, mấy ông cấp lớn đó của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương tới địa phương nó khuất núi hết đi. Thôi thì nó đỡ cho dân tộc mình quá. Thưa anh, một cái câu trả lời mà nó rất ư là nó ngớ ngẩn. Mình là lãnh đạo một cái địa phương của một cái thị trấn, mà những cái công trình lớn như thế mà mình bảo rằng là vị trí nó khuất ở trên núi mình không thấy. Như thế thì xin lỗi anh, bây giờ nếu mà có một cái tổ chức phản động, nó vô cái vùng sâu hơn, nó thành lập một cái kho vũ khí, rồi nó thành lập một quân đội, như thế nó khuất núi mình không có thấy. Quý vị đó, cái làm việc vô trách nhiệm mà thôi, không biết cái chuyện đó. Làm sao mà có chuyện mà cái nhà to đùng như vậy, những căn nhà to đùng như vậy, nhân dân biết mà chính quyền nó không biết. Cái vấn đề là chính quyền khuất núi. Cái vấn đề là như thế này, ông trả lời vô trách nhiệm là cái chỗ là như thế này này, là ông nói là kiên quyết xử lý.
Tức là xử lý thì có hai biện pháp, một là phạt thành chánh, hai là phải dỡ bỏ đi, cho nó trả lại cái nguyên trạng cũ của nó. Thì tại sao có lúc người ta bắt đầu xây mình không can thiệp, vừa đỡ tốn kém nhân công, đỡ mất lòng dân, đỡ thiệt hại của cải của xã hội nói chung, đỡ hết mọi thứ. Mình còn có câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tại sao mình không làm cái lúc mà nó mới chớm người ta chữa bệnh? Không phải, thì ông nói rồi. Sao? Nó bị cái núi nó khuất. Bây giờ bạt cái núi đi. Nó một cách rất là vô trách nhiệm. Cái địa phương anh quản lý thì anh thiếu bây giờ nè. Anh cũng có nhân viên, cũng có người đi lại, mà nhân dân họ báo mà, chắc chắn là nhân dân người ta thấy chứ. Anh không thấy đi, cho là anh ngồi văn phòng anh không thấy đi, nhưng mà nhân dân tai mắt của đảng mà làm sao mà không biết, không nói. Có điều anh bịt tai vào, anh bịt mắt vào, nhân dân có nói anh không muốn nhìn thấy và anh cũng muốn nghe thấy, vì anh để cho nó sống rồi anh lôi. Và lại như thế này, những cái tay mà có tiền nó xây biệt phủ hoặc là nó xin trồng dược liệu mà nó xây biệt phủ á, đương nhiên á là nó phải có cái sự móc nối với chính quyền địa phương. Và nó cũng có cái cách nhiều cái mánh lưới, thưa anh Tuấn và thưa quý vị, là như thế này. Có nhiều trường hợp nó xảy ra là bây giờ trước cái sự thể đã rồi như vậy, rồi người ta chịu phạt. Thì cái bây giờ xây cái biệt phủ, tôi nói thí dụ bây giờ giá 2 tỷ, bây giờ tiền phạt 20 triệu, 50 triệu vẫn còn lời chán so với cái biệt phủ đó. Thì dù sao đi chăng nữa thì anh cái tôi đồng ý với anh cái câu mà anh nói ra là cái chữ khuất núi á, cái khuất núi, tôi thấy cái đó ý kiến nó hay. Nếu mà mình được cái đó thì hay quá. Cái dân tộc được nhờ. Rồi bây giờ đến lượt tôi phải không? Tự nhiên cái iPad của tôi nó bị problem, nó nhảy lên đây nó đòi scan cái gì không biết được. Tôi có phải tại vì tôi nói xấu đảng và nhà nước hay không? Đừng có bảo là nó cũng bị khuất núi. Mà nó không cho tôi đọc. Nói về cái vụ, tôi có cái bài bài về công ty Tân Hiệp Phát, nhưng mà bất ngờ là một cái nếu này thì cho tôi hỏi anh một câu như này, lấy ý kiến của anh thôi. Tôi có trên Facebook á, trên mạng xã hội đó, người ta thắc mắc như thế này: tất cả các nước đều có đại gia, đều có triệu phú, những các nước gần Việt Nam như Thái Lan rồi Singapore, Mã Lai Á rồi các nước Tây phương nữa, nhưng mà tại sao mình không thấy những đại gia, những triệu phú của các nước khác đó nó bị bắt, và trong khi đó Việt Nam mình á thì cứ đại gia triệu phú là nó là bị bắt, là không phải, không phải chỉ có Việt Nam. Nó bị oan, không phải chỉ có Việt Nam, đàn anh của Việt Nam, Trung Quốc và mấy ông Jack Ma ngoài nổi tiếng, ngoài người giàu nhất Trung Quốc một thời gian rồi. Xin lỗi, những cái nước mà nó không có đảng lãnh đạo đó thì mọi người an toàn, không thấy ai bắt cả. Ví dụ như đây ở Mỹ, ví dụ quý vị thấy là nổi tiếng là ngày xưa có ông Bill Gates, có ông Steve Jobs, bây giờ là cái ông của Tesla đúng không? Steve Musk. Elon Musk, Vậy thì nhưng mà không có ai bị bắt cả. Mà sao Việt Nam mình đó, tại sao là cứ hớ là bắt là sao anh? Bây giờ cho tôi đọc cái bài báo đó nha. Vì sao cha con ông chủ Tân Hiệp Phát bị bắt, vụ này đang xôn xao tại Việt Nam. Báo nào cũng đăng cả và đăng một loạt nhiều bài khác nhau. Và cái này cũng là khi mà tin được tung ra thì cũng làm mọi người ngỡ ngàng. Tại vì trước mắt mọi người, ông ta một doanh gia, gia đình ông là một doanh gia rất là thành công. Một những trong những người mà người ta nói rằng ông ấy là người có nhiều tiền mặt nhất Việt Nam. Lý do tại vì hàng người ta bán á, người ta trả bằng tiền mặt nhiều, ông bán nước ngọt mà. Thì ông phải giỏi ông mới làm. Thì đúng là bán rất là thành công, không ai phủ nhận được chuyện đó. Rồi thì bây giờ tại sao và nếu mà xét về bên ngoài đó, ông có nhiều cái công trình, ông xây nhiều cầu rồi ông giúp nơi này nơi kia, giúp rất nhiều. Thì đối với mọi người hình như là ông có một cái bên ngoài nó rất là sáng sủa, rất là tốt đẹp. Thì tại sao bị bắt thì mọi người ngạc nhiên. Thì bây giờ người ta mới khám phá ra là có những cái vụ mà ông cho mượn tiền gia đình, ông con cái ông cho người ta mượn tiền rồi lợi dụng cái đó để mà giống như ép buộc cái người mượn phải ký những cái giấy tờ giống như là giả cách. Người ta dùng cái chữ giả cách là sang nhượng, không phải chuyển nhượng cái tài sản của người ta, công trình của người ta, đất của người ta kia. Rồi lúc mà thấy nó lên cao quá, mình cái giá đất lên cao quá thì tự nhiên là cái ông tham nổi lên và nó không muốn trả lại đất cho người ta nữa. Mặc dù lúc đó người ta chỉ là mượn tiền, người ta dùng cái đó là thế chấp thôi, bây giờ người ta sẵn sàng trả lại vốn, trả lại lãi mà không lấy đất lại. Thì cái chuyện đó thì xét theo pháp luật thì cái chuyện đó nó không có đúng. Nhưng mà anh trả lời cái câu hỏi của anh Hồng Tuấn, tại sao cái đại gia lại bị bắt? Thì thưa quý vị, các nước độc tài nó là như vậy thôi. Anh là đại gia, anh chỉ có một cái con đường duy nhất
là anh chuẩn bị đi tù. Tại vì anh không đi tù ngày hôm nay thì anh sẽ đi tù ngày mai. À, tại vì đảng muốn không muốn ai giàu và không muốn ai nổi tiếng hơn đảng cả. Nha. Nên chuyện đó không lẽ tôi chủ tịch nước, tôi là tổng bí thư mà tôi lại không giàu bằng anh, tôi không có quyền lực bằng anh, hay là tôi không được cái tiếng tăm bằng anh, hay là tôi người ta không khen tôi nhiều hơn anh. Cái chuyện đó không chấp nhận được. Đảng Cộng sản nào độc tài, chế độ độc tài nào cũng vậy, người ta sợ, người ta ghen tị, thực sự là người ta sợ những cái thế lực khác. Ngày hôm nay có thể thế lực đó là đồng tiền, ngày hôm nay thế lực đó có thể là tôn giáo, ngày hôm nay thế lực đó là về vấn đề văn nghệ. Mà tuy nhiên bùng một cái nổi tiếng, ngay cả những ca sĩ nổi tiếng quá cũng là nguy hiểm trong những chế độ độc tài như vậy. Nó xoay của vấn đề chính trị tất cả khi mà, và ngay anh thấy những cái vụ mà đi cứu trợ cũng vậy thôi. Nếu anh nổi tiếng quá vì vấn đề cứu trợ, lúc nào người ta nghĩ đến cứu trợ là nghĩ đến anh A, anh B, ca sĩ này, kỹ sĩ kia. Mà không nghĩ tới đảng, là như đảng không có trái tim, đảng không biết lo cho dân. Vì đảng cứu đâu mà nghĩ. Thì cái đó là đảng sợ. Đảng toàn là chỉ là tóm của dân, sơ của dân, đảng trả cái cho dân, mà sao mà dân người ta nghĩ tới được. Dù sao đi chăng nữa, chúng tôi cũng có đọc cái bài báo này và cái chuyện là sự thật như thế nào thì để cho pháp luật giải quyết. Cái câu hỏi của anh Hồng Tuấn vẫn là cái câu hỏi để cho quý vị quan sát để xem thấy là cái sự thật như thế nào. Cái vấn đề ở đây mà chúng tôi muốn nói là thực sự có đọc một cái bài, người ta nói bây giờ cái xã hội Việt Nam bây giờ những người giàu nhất là những người đất cặp đất mà ăn. Cặp đất, ngày xưa cô kia cô bảo cặp đất mà ăn á, bây giờ nó cặp đất nó giàu quá. Tất cả là như vậy. Đến cái độ mà bây giờ người ta không, ngay cả ông thấy, anh thấy ông Tân Hiệp Phát này, mình xét thấy ông đang kinh doanh rất là thành công, rất là thành công, mà sao ông phải bỏ kinh doanh, ông nhảy qua ông chuyển sang mà chuyển đầu tư vào nhà đất. Lý do là tại vì ông bỏ bao nhiêu sức người, tốn bao nhiêu cái đầu tư vào trong đó, cái rủi ro nó vẫn còn đó. Nhưng mà vấn đề mà bây giờ đồng loạt một lúc cái giá đất nó lên cao quá, làm mọi người chỉ nghĩ đến đất mà thôi, và khiến cho nhiều người, nhiều nhà giáo, nhiều kỹ sư, nhiều những người mà hoạt động trong các ngành nghề khác mà đang rất là thành công, mà họ thấy cái tiền lời, cái income, cái lợi tức đưa vào nó không có bao nhiêu cả. So với một người làm cỏ đất, một hai cú bán một hai cái đất là có thể bằng người ta làm mấy năm trời, mà đi học bao nhiêu năm, bây giờ mình ra trường mình làm cái chức vụ đó, có chức vụ, có tiền lương ổn định, nhưng mà không có thua gì so với những người làm cỏ đất. Một đất nước không phát triển về vấn đề kỹ thuật, không phát triển vấn đề kinh doanh, mà phát triển là nhờ bán đất, cứ đất qua bán qua bán lại, thì một đất nước như vậy thì cái tương lai kinh tế nó như thế nào? Câu hỏi chúng tôi đặt ra và xin quý vị câu trả lời. Thưa với anh là ở một cái đất nước mà nước nó còn dám bán không gì đất. Rồi mời anh. Thưa quý vị, chắc là chúng ta ngưng đi, mình đi sang phần 2 đi ha. Qua phần 2 nha. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. Sky River Casino, hãy đến trải nghiệm địa điểm vui chơi và ăn uống mới nhất. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất.
Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp, 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì có những cái nguồn dư luận thường những cái dư luận mà người ta đồn đoán về đảng và nhà nước, về các thế lực ở trong nước, đại gia, triệu phú đó, thì nó là thường hay đúng. Nó khổ như thế, người ta đồn như thế mà nó lại đúng. Chỉ có mấy cái đứa vớ vẩn mà nó cứ mang ca sĩ này ca sĩ kia chết thì nó không đúng thôi. Chỉ còn về cái thế lực của đảng và nhà nước thì thường nó lại đúng. Thì người ta bảo rằng là những người mà làm ăn ở trong nước mà thành công đó thì thế nào cũng có sự chống lưng của cán bộ và đảng viên đó. Và một khi phe đảng á, quyền lợi của các phe đảng nó đụng chạm với nhau thì lúc đó trâu bò hút nhau rùi mũi chết chắc chắn. Vấn đề thứ hai anh nói là về đất, tại sao người ta cứ bám theo đất, ngay cả cảnh sát biển bây ở ngoài biển không lo biển, nó cũng lo nó cạp đất. Đó là ai cũng thấy. Một vấn đề thứ ba nữa là có những cái tổ chức người ta nghĩ là chưa chắc buôn bán đã có lời, nhưng mà tại sao vẫn làm, một cái khi vươn ra tới nước ngoài nữa thì là cái nguồn dư luận của quần chúng nhân dân là đó là những cái tay nó đi rửa tiền cho đảng, nó rửa tiền cho cán bộ. Có thể có những cái có những cái công việc mà chưa chắc đã cạnh tranh được với người khác. Mình là con tép, con tôm mà mình đi rồi cạnh tranh với con tôm hùm, nhưng mà vẫn vỗ ngực xưng tên mà vẫn làm và có khi lỗ lã nữa. Nhưng mà đó là rửa tiền, thì đó là cái, thưa quý vị, cái đó không nằm trong báo đảng và nhà nước nha. Cái đó chỉ là những cái nguồn dư luận, nhưng mà chúng tôi chỉ đưa lên như thế để sau này khi mà nó vỡ ra đó thì có thể là quần chúng, tai mắt quần chúng nhân dân đó, người ta đúng rồi nè. người ta nói đâu mà đúng đó, thường là đúng đó. Thường là đúng đó. Rồi bây giờ vấn đề đất nền Việt Nam có nhiều cái chuyện cũng ly kỳ lắm. Ở hải ngoại dĩ nhiên cũng có nhiều người về Việt Nam cũng là về mua đất, mua cát, rồi bên đó nó lời lại đó anh. Thì cái đó chúng tôi cũng xin chúc mừng cho quý vị đã thành công. Chúng tôi cũng xin chia buồn cho những người nào mà mất cả chì lẫn chài. Đó là cái chuyện riêng của mỗi người. Ở Việt Nam nó có chuyện như thế này. Trong quá trình này, báo Công an Nhân dân nha, trong quá trình tổ chức lễ bàn giao nhà đất cho khách hàng đã ký hợp đồng tại dự án Nico Thịnh Lợi tại Nghệ An, công ty cổ phần phát triển bất động sản MB Homes đã bị nhiều khách hàng khác ôm hồ sơ đến đòi lại tiền, tố doanh nghiệp này lừa đảo khiến buổi lễ tàn tạc. Và cái dự án này gọi là Vinpearl River, rao bán rầm rộ khi chưa được phép, thì người ta nói là trong ngày 11 tháng 4 đó, trong khuôn viên dự án đô thị Vinpearl River là Nido Thịnh Lợi, tên thương mại là Vinpearl River, tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, đại diện của lãnh đạo này đã tổ chức bàn giao đất cho khách hàng để ký hợp đồng, thì bất ngờ có 8 khách hàng khác mang theo hồ sơ đến tìm gặp lãnh đạo công ty để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các thỏa thuận đặt chỗ tại căn hộ tại đây, nhưng không đáp ứng đầy đủ quyền lợi cho khách hàng. Đang là bàn giao như thế thì bị người ta tứ tố là xạo đó. Thì có một người trình bày như thế này là chị Hồ Thị Thanh Tâm, chị là ở thành phố Vinh, Nghệ An, đại diện cho nhóm 8 khách hàng, và nó là nhân viên của cái công ty này đưa ra những thông tin gian dối thiếu minh bạch khiến khách hàng nhầm tưởng xuống tiền để đặt cọc giữ chỗ thiện chí. Tuy nhiên khi phát hiện dự án không như mong đợi, họ yêu cầu chủ đầu tư trả lời tiền, giải thích rõ nguyên nhân, nhưng họ không được đáp ứng. Và khi mà người ta xuất hiện ở cái chỗ này để người ta khiếu nại đó anh, thì là khi nghe tin lãnh đạo của công ty này về Nghệ An thì họ tìm đến gặp để chất vấn, bên mỹ ông làm việc ở Hà Nội đó. Tuy nhiên phát hiện có những vị khách không mời mà đến, những người được cho là có trách nhiệm của MB Homes đã lặng lẽ di tản, sau đó nhanh chóng rời khỏi buổi lễ. Thì quý vị, là cuối cùng thì cái buổi đó nó cũng không thành công. Thì quý vị, trong một cái buổi mà bàn giao đất là đã ký theo giấy tờ và đã ký theo cái hợp đồng,
mà ngày tới tới người ta tới người ta khiếu nại. Nhưng mà chắc chắn là như vậy là có cái dấu hiệu lừa đảo đây rồi. Đương nhiên rồi. Nên tại sao mà đây bằng chứng, người ta có bằng chứng rõ ràng như vậy, những cái nhân viên của công ty đó không dám đối diện với sự thật thì công an đâu vào cuộc? Có những người này chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ thưa, nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là như thế này. Bây giờ làm đâu nó lừa đó. Bây giờ chúng tôi không nói xấu đất nước, nhưng mà nhiều khi cứ đọc những cái tin này thì muốn nói tốt cũng khó quá, rất là khó để mà nói tốt. Bây giờ tôi có một cái tin khác là của báo Dân Trí, hàng loạt sắc phong bị giao bán ở Trung Quốc. Bộ Văn hóa nói gì? Trước việc hàng loạt sắc phong bị giao bán công khai trên mạng ở Trung Quốc. Sắc phong của ai anh? Sắc phong là những cái đời trước, đời nhà Nguyễn, đời nhà Lê, à, đời của Việt Nam, Việt Nam mình. Mà bị ra bán, được ra bán mà trước đây đã có những kho giống, cái kho giống như lưu trữ quốc gia vậy đó. À, mình để trong chỗ này chỗ kia, đền chỗ này chỗ kia, mà bây giờ về lịch sử, từ lịch sử mà có cơ quan quản lý đàng hoàng, mà sao bây giờ lại đang mang bán Trung Quốc? Chia sẻ với Dân Trí, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho hay, Bộ đã nắm được thông tin các sắc phong đang được giao bán ở Trung Quốc và đang xác minh thêm từ các địa phương. Thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đang xác minh xem sắc phong được bán với số lượng bao nhiêu. Bộ cũng chỉ đạo Cục Di sản Văn hóa gửi công văn cho 8 địa phương xem cụ thể thế nào, tính xác thực ra sao. Cái chúng ta mới thấy là mới qua đang qua ảnh thôi, ngoài ra cũng cần tìm hiểu xem nguồn gốc sắc phong bị mất hay chỉ là thất lạc. Thì Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết thêm có những sự việc rất rõ như là sắc phong đền quốc tế tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ là bị mất năm 2021, có biên bản ghi nhận. Những địa phương khác cũng cần có những báo cáo tổng thể để bộ xem xét. Tức là bây giờ người ta, bây giờ nó mang sắc quốc nó bán rồi, lên mạng nó bán, thì bây giờ lúc đó mình mới biết, mình vỡ lẽ ra là không, mình không biết nó ở đâu, mình không biết là bị thất lạc hay là bị mất cắp, thì có nơi thì bị mất cắp, có làm biên bản, có nơi thì nó bị thất lạc, vân 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 vân. Thì chúng tôi nghĩ như thế này, bị mất cắp, ai có trách nhiệm là mất cắp thì mang tiền sang Trung Quốc mua bồi thường lại cho cái tài, đó là tài sản của đất nước mà, tài sản quốc gia mà, phải không anh? Ai là người quản lý vậy? Ai là người, cơ quan là có trách nhiệm quản lý cái đó, là mất cắp dễ nhất, dễ lắm, sang đó mua về đền lại. Xin lỗi quý vị, chứ không phải mất cắp đâu, là sao mất cắp được, mấy cái thứ này là sao mất cắp được, có người canh người giữ sao mất cắp được, chỉ là chúng tôi tuồn ra chúng tôi bán thôi. Nếu mà ông lớn thì bán đảo bán biển, ông nhỏ hơn thì bán cái này bán cái kia, có cái gì bán đấy, có nữa. Còn ông là chữ kho thì có mấy cái sắc chỉ, sắc phong thì có nhiêu đó, thì có nhiêu đó thì tôi bán nhiêu đó thôi, chỗ nào làm được có tiền là tôi là tôi làm thôi, bán được là tôi bán thôi, miễn là có lợi cho tôi. Đấy là nhờ cái công lao của Đảng dạy dỗ giáo dục dân chúng trong bao nhiêu năm vừa qua, khiến cho người ta không biết cái gì là tự hào dân tộc, cái gì là đúng, cái gì là sai. Chỉ có một cái đúng duy nhất, làm sao có tiền. Và nếu mà có một cái đúng hơn như vậy nữa, là làm sao có nhiều tiền. Có nhiều tiền. Thế thôi. Chứ người ta chỉ biết tiền thôi. Cái đó là cái kết quả của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Anh đừng nói như vậy, trước khi mà kinh tế thị trường là Đảng đã ăn cắp từ ngày xưa rồi. Không, không. Cứ từ ông Phạm Văn Đồng ông bán nước là đã, lúc đó chưa có kinh tế thị trường, người ta ông đã bán rồi. Nó cái tình cái ở cái một cái cấp cao. Còn bây giờ cái kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiều người cứ thắc mắc là nó như thế nào, thì bây giờ nó rõ ràng. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì bán được là tao bán. tao làm lớn thì tao có một cái lớn tao bán. Tao làm nhỏ thì tao cũng có cái nhỏ tao bán, phải không ạ? Bán nước, bán đất, bán đảo. Thì anh thấy bây giờ cái gì có tiền là làm. Cảnh sát biển thì cũng đi kiếm đất. Yeah. Bộ quốc phòng thì cũng đi xây sân golf. Cho nên kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nó là như thế. Rồi, thưa quý vị. Bây giờ thì có một cái bài báo ngắn thôi, báo Người Lao Động Online than phiền về cái chuyện là thanh tra Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng về nạn chèo kéo chặt chém khách du lịch. Thì thưa quý vị, cái tình trạng đó nó xảy ra rất nhiều ở Việt Nam, và chúng tôi cũng không trách những người mà buôn gánh bán bưng hay là những người ta buôn bán ở ngoài đường. Bởi vì nhiều khi về vấn đề cơm áo gạo tiền, bây giờ người ta thấp cổ bé miệng, người ta nghèo mà. Mấy ông lớn cái gì cũng ăn, nước cũng bán, đảo cũng bán, đất cũng bán, mấy người ta lấy. Nếu có cái để bán. Có cái gì để bán đây? Thì người ta không có cái để bán. Cho nên chúng tôi xem những phim tài liệu, nhiều khi người ta chê trách là những người bán hàng rong là kiếm cách cứa cổ dân, thì dĩ nhiên đó nó bực mình lắm. Ở xứ Mỹ thì đi mua đồ nó khỏe cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải thông cảm là cái xã hội nó tạo ra như vậy.
Cho nên là muốn cho ở thành phố Hồ Chí Minh hay là thành phố nào đó tránh cái tình trạng mà chèo kéo chặt chém du khách á, để giữ gìn bộ mặt của đất nước á, thì ít nhất á là những cái người mà có mặt có mũi đó phải giữ cái mặt mũi trước đi cái đã, rồi mới bảo những người ở dưới người ta giữ gìn mặt mũi được. Bây giờ thưa quý vị, ở trên nó ăn kinh khủng, cái gì nó cũng ăn, thì không trách những người như thế này được. Nhưng mà đương nhiên là cũng cái gì nó cũng có chừng mực, có một số những người thì nó cũng quá lố. Đặc biệt mình là người Việt Nam, mình sống đất nước Việt Nam, nếu người ta ở các nước khác đến du lịch đất nước mình thì mình phải có một thái độ thân thiện, mình vui vẻ với người ta. Cùng mình làm như thế thì nó cũng bẻ mặt cho đất nước của mình quá. Thì nhân cái chuyện này thì cái chuyện nó sẽ là thường lắm. Và nhân chuyện này thì nó mới nối qua cái chuyện mà ở Hội An người ta đang tính á, ta chưa có áp dụng, tính là bắt đầu từ tháng 5 người ta sẽ thu tiền bất cứ những người nào đi qua phố cổ Hội An đó, dân trong nước thì đóng 80.000 đồng, người nước ngoài thì đóng 120.000 đồng. Thì người ta nói đây là một cái hành động nó rất là ngớ ngẩn, bởi vì cái chuyện mà thu tiền giá trên lệch là thấy là nó không đúng rồi. Và cái thứ hai nữa, ủa người ta đến thăm phố cổ Hội An mà người ta mang tới cái nguồn lợi cho mình, bây giờ tự dưng đi vô cái thu tiền, đó là điều rất là ngớ ngẩn. Và ngay cả những người có trách nhiệm trong nước người ta cũng bảo, cái một câu cũng đưa được cái ví dụ hay lắm, ví dụ trong đó người ta bán một tô cao lầu 40.000, thế bây giờ tôi muốn vô tôi phải trả 80.000 để mà tôi vô cái phố cổ, rồi tôi ăn tô cao lầu 40 nó là 120. Tại người ta cứ đi vô người ta thăm, rồi còn cái chuyện đó người ta khi người ta đến là ta mang cái quyền lợi đến cho địa phương rồi. Có nhiều cách giải quyết vấn đề này sao? Người ta nói là mấy ông thì nói là cái tiền nó thu để mà kiểu như là giúp cho các để trùng tu sửa sang lại. Nhưng mà những cái người chủ nhân những cái nhà trong đó hay những cái tiệm trong đó thì người ta nói từ hồi nào giờ tiền túi ta bỏ ra ta sửa chứ chính quyền có giúp gì đâu. Thì thôi cho là cái ý tốt như vậy đi. Nhưng mà giải quyết cách này như Hoàng Tuấn vừa trình bày với quý vị, và như là chúng tôi cũng đọc những bài báo khác nhau có ý kiến đó, thì người ta không đồng ý cái giải quyết như thế này. Anh có thể có thể thôi, đây là một ý kiến của tôi thôi. Thí dụ cái tô đó, mà cái tô đó là 40.000, tô cao lầu đó, thì anh thêm 3 đồng, thì 3.000 nữa, anh lấy cái phụ thu 43.000, anh phụ thu thôi, và anh dùng cái tiệm họ phải chi cái, họ bán bao nhiêu, họ tính bao nhiêu tô đó, hay là 1.000 đồng, cái lệ phí nó rất là nhẹ, ok, nhưng mà góp tiểu thì tích tiểu thì nó thành đại, và cho người ta thấy là người ta cũng không bị chặt chém gì cả, người ta không bị, người ta không tính, và rõ ràng trong cái hóa đơn cho cái bill tiền cái tô đó 40.000 cộng thêm cái phụ thu để giúp gì đó, mà cái quỹ gì đó là giống như 2.000-3.000 ở Mỹ đó. Này khi mình đi mướn khách sạn đó, thì người ta tính cái tiền lệ phí của cái khu vực đó, ta rõ ràng trong cái hóa đơn luôn. Thì thưa quý vị, làm chỗ đó nó hay hơn chứ tự nhiên cái vô cái đóng 80.000 với 120.000 thì người ta lấy kiến mình khôi. Còn cái chuyện mà rõ ràng khi mà người ta đi đến thăm mà mình thu tiền đó, việc đó nó ngớ ngẩn vô cùng. Bởi vì khi mới đưa ý kiến ra thì chúng tôi có một số những người bạn cũng hay về Việt Nam chơi đó, người ta lên tiếng liền, tôi nói như thế chúng tôi về Việt Nam chúng tôi sẽ không đi Hội An. Đúng rồi. Mặc dù chúng tôi rất là thích Hội An. Bởi vì một khi người ta đến địa phương của mình là mình mừng rồi. Và người ta đến thì đương nhiên người ta phải ăn uống mua sắm. Thì tại sao, và cái ý kiến của một người làm du lịch trong nước á, xin lỗi chúng tôi quên tên ông bảo rằng là nếu như Hội An làm được, tất cả các địa phương khác người ta cũng làm như thế. Chắc chắn là như vậy. Thì còn đâu mà ngành du lịch gì nữa. Du lịch là chỗ nào nữa? Bây giờ thấy Hà Nội cũng làm. Huế là còn làm giữ nữa đúng không? Đúng rồi. Đó. Thế thì ngành du lịch nó trở thành cái gì? Cho nên thưa quý vị, có những cái ý kiến mà thuộc về đỉnh cao trí tuệ loài người mà nó ngớ ngẩn vô cùng, mà người ta cũng dĩ nhiên người ta cũng cãi chày cãi cối, nhưng mà không biết là tháng 5 người ta có dùng hay không, nhưng mà cho tới bây giờ thì dư luận người ta phản đối kinh khủng. Chúng tôi tiếp tục phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam. Chào tạm biệt quý vị.